Hồi nãy em buồn nhưng mà bây giờ đang có drama nữa rồi, ổng quậy nữa rồi nè, trời khổ quá. Ổng xỉn sao ổng like, ổng nói mình bậy bạ. Quan trọng ổng không, từ đó tới giờ ổng là người, ổng không có nhịn ai bao giờ cả, nhưng mà khi quen em ổng nhịn rất nhiều và tới giờ là ổng đang bị giọt nước tràn ly. Nên là giờ ổng đang thách thức rất là nhiều. Còn em là em làm trong nghề này em quen rồi, em bị chửi quen rồi nên em nhịn, em có thể nhịn được, còn ổng không nhịn được kìa, trời mệt chết. Em ngủ tới chiều, xong rồi ổng đi đâu mất tiêu. Ổng nói là ổng đi có việc chút ổng về. Xong rồi tự nhiên giờ thấy lên live luôn, nói sảng nói điên nói khùng, trời ơi mệt muốn chết. Bây giờ ổng đang lên cơn điên nè. Kiểu ổng không có quen, anh hiểu không? Ổng là một cái người đó giờ chưa bao giờ nhịn ai bao giờ. Nhưng mà tự nhiên quen em mà ổng muốn bảo vệ em rồi ổng bị chửi nhiều quá, thành ra bây giờ ổng không có đủ bình tĩnh, ổng không có nhịn nữa. Nên thành ra ổng đang rất là điên. Mà ổng có ba hột rượu vô thì khỏi nói luôn, vô địch luôn. Nên là em phải lên live để em giải thích cho mọi người hiểu, chứ mọi người không hiểu là mệt đó. Vậy chứ ông Cường, ổng nói được cũng làm được đó. Đừng có kích ổng nữa. Mọi người kích tôi quen rồi, nhưng mà chưa chắc là mọi người kích ổng là mọi người ổng sẽ để cho mọi người yên đâu. Trời ơi đừng có dây vô Bùi Hữu Cường. Trời ơi, ổng thấy ghê lắm. Nói chung là đừng có đụng vô cái lòng tự tôn ổng, đụng vô là mệt đó. Nên mọi người đừng có nghĩ là mọi người ăn hiếp tôi quen rồi mọi người cứ ăn hiếp ổng. Tôi nhịn được nhưng chưa chắc ổng nhịn được nha. Trời ơi đừng có kích ổng nữa, A Di Đà Phật, lại mọi người luôn á, đừng có kích ổng nữa. Em bị cái hồi nãy em ngồi em nói chuyện với bé Phước em bị cảm xúc. Bị em buồn là tại sao cái người như bé Phước không được chọn ở nơi sinh ra mà cuối cùng vẫn phải bị chửi, là tại sao bị da nông nổi này còn lên lan. Nên là thành ra em đồng cảm với những người bị bệnh, em cũng bị bệnh tâm lý. Em lên like em cũng muốn được chia sẻ, được thấu hiểu, ở với ai tặng quà em thì em vui. Vậy thôi, câu chuyện chỉ dừng lại vậy thôi. Nhưng mà thành ra em thì nghĩ đơn giản là khi em muốn dừng lại, em không làm nghệ thuật nữa, thì chắc có lẽ là mọi người cũng sẽ nghĩ điều đó, nên mọi người sẽ không có gọi là soi những cái điều mà em đang nói, đang làm. Nhưng mà cái hào quang showbiz nó không có tha cho em. Mọi người luôn soi từng ngóc ngách, từng khe hở để mọi người dích em ra. Trong khi em đã nói ngay từ đầu là em muốn làm TikToker, em không muốn làm nghệ sĩ nữa. Nhưng mà mọi người vẫn dùng cái hào quang showbiz để mọi người soi từng ngóc ngách của em. Đó là như vậy. Nên là nó mới ra nhiều thị phi vậy, chứ nhiều bạn TikToker người ta nói rất ô về nhưng mà đâu có bị gì đâu. Còn em là mọi người đang soi em ở góc nhìn là một người nghệ sĩ chứ không phải là một TikToker nữa. Rồi ví dụ, rồi cái vụ mà em còn là Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long nữa đó, nhiều cái nó chậm lại nên là thành ra mọi thứ nó bị ù về vậy đó. Còn em nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần em bỏ cái hào quang đó xuống là coi như xong. Nhưng mà bởi vậy có người muốn nổi tiếng mà không nổi được, còn có người không muốn nổi tiếng mà cứ bị nói hoài nói hoài nói hoài. Hồi nãy em uống ly sữa mà cái bụng em thì yếu, uống như nó quằn tưởng chết đi sống lại. Ăn thì để kêu thằng bé mua cho tô phở ăn coi. Ông biết là tôi không có người lo cho tôi, ba mẹ tôi không có người lo cho tôi, nên là tôi phải tự lực cánh sinh. Bởi vì mẹ tôi thì bị xỉn, bà Nam chị cũng bị xỉn, anh hai tôi thì bị gọi là trầm cảm á, tôi cũng trầm cảm nên là nhà tôi là thân ai nấy lo. Thì nếu bây giờ tôi không lên live, tôi không có hát, tôi không có chơi PK, thì tôi không có thu nhập để mà tôi nuôi bản thân tôi. Vậy thôi. Chứ tôi không hề nói là tôi là nạn nhân gì cả. Tôi làm gì sai thì tôi nhận. Còn cái hào quang showbiz thì tôi bị chửi thì tôi cũng hổm lại, tôi cũng chấp nhận tôi cho qua rồi. Nhưng mà vấn đề là người bên cạnh tôi không phải là người làm trong showbiz nên họ chưa bao giờ nhìn cái gì mà nhiều như vậy, nên là chắc chắn ổng sẽ bị kích động rất là lớn. Vấn đề là như vậy nè, cái lúc mà tôi đi thi là tôi đã rất kiệt sức rồi. Nhiều người cũng khuyên tôi là nên dành thời gian để quan tâm sức khỏe tinh thần xíu, nhưng mà lúc đó tôi cũng lì rồi, tôi lì tới bây giờ thì bây giờ tôi mới chịu quan tâm tới sức khỏe tinh thần của tôi, nên là nó bị delay quá lâu, nên là giờ tôi đang muốn dành thời gian để tôi quan tâm sức khỏe của tôi, nên tôi mới từ một nghệ sĩ tôi từ bỏ hào quang đó để tôi làm một TikToker. Chứ hiện tại là tôi đã rất là ok hơn những năm về trước, nhưng mà chẳng qua là tôi giấu kỹ. Lúc lên sân khấu là tôi rất mệt nhưng tôi vẫn phải cầm micro để tôi hát.
Và tôi thấy rằng là khi mà tôi hát mà tôi không làm tròn trách nhiệm của tôi là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu, tôi lại cảm thấy rằng là tôi quạo bản thân mình á, quạo với chính mình á. Tôi nói rằng là tại sao cái lúc mà mình muốn có cơ hội, mình có sức khỏe thì mình lại không gặp được những cái cơ hội tốt như bây giờ. Còn bây giờ thì mình đang có quá nhiều cơ hội thì lại mình không có sức khỏe. Nên tôi rất là buồn, rất là bực, mà tôi lại một thân một mình không ai lo cho tôi cả. Tôi không đổ lỗi cho số phận, nhưng tôi biết rằng là nếu mà tôi không phấn đấu thì cũng không thể nào mà gỡ rối, cái cách gỡ rối này nó cũng không có cách nào tốt hơn. Nên tôi mới chọn livestream. Mà không biết những người livestream làm công việc streamer như thế này là mỗi ngày người ta phải live mỗi ngày. Có người live 8 tiếng 10 tiếng là bình thường. Còn tôi ký hợp đồng với công ty là tôi không cần phải like quá nhiều, nhưng mà phải like thì nó mới có cái để công ty người ta gọi là người, nói chung là ai mà làm cái công việc như tôi thì ta sẽ hiểu. Cho nên là tôi không phải là câu like câu view, mà đó là cái nghề của tôi, ông hiểu không? Rồi sau đó là bắt đầu tôi gặp rất là nhiều chuyện thị phi gì trên trời đổ xuống. Rồi cái bắt đầu mọi người tập trung vào cái kênh tôi nhiều quá, cái thành ra mọi thứ nó mới ra như nông nổi này. Nhưng mà cái quan trọng là tôi là người nhịn quen rồi, tôi bị chửi quá nhiều rồi. Bây giờ có thể nhiều người nói là tôi rất là, mọi thứ rất là tệ với tôi. Nhưng mà ông biết cái thời điểm 2018, lúc mà tôi bị cái phốt đầu đời của cuộc đời tôi á, tôi nói bà ông không có một người nào mà về phe tôi cả. Ai cũng chửi tôi tơi bời khói lửa. Mỗi lần mà trên phở bò á, cái lượt bị chửi là toàn là 20 mấy ngàn bình luận chửi tràn vô cái phở bò của tôi. Còn bây giờ là vẫn có người thương, người không thương. Cho nên để tôi giải thích cho mọi người hiểu. Còn ông Cường thì từ đó tới giờ ổng quen với một cái cuộc sống là cao cao tự thượng rồi. Có nghĩa là ổng sống một cuộc sống mà không để ai bắt nạt, ổng quen rồi. Thì khi ổng quen tôi, ổng thấy tôi bị bắt nạt nhiều quá, nên ổng muốn lên tiếng để bảo vệ cho tôi. Nhưng ổng không biết được là làm nghệ sĩ là phải nhẫn nhịn, là phải chịu nhục. Nhiều người ta có nói sai mình cũng phải xin lỗi. Cho dù mình đang làm đúng nhưng mà người ta nói mình sai, mình cũng phải xin lỗi. Nhưng mà ổng thì ổng khác, ổng không chịu được cái cảm xúc tại sao nghệ sĩ, cảm xúc tại sao bị hết người này tới người kia gọi hăm dọa. Thì ông không chịu được. Cho nên là tôi thì tôi rất là muốn là, tôi rất là muốn ổng hãy có cái góc nhìn nó, cái góc nhìn của ổng nó mở hơn về cái công việc mà tôi đang làm. Còn ổng thì cái góc nhìn của ổng rất là khắc nghiệt chứ với cái showbiz, hiểu không? Ở chung với ổng thành ra tôi cũng có cái góc nhìn nó khắc nghiệt chung. Nhưng tôi hiểu được cảm xúc của ổng là vì ổng luôn muốn là showbiz phải sạch, và những con người làm trong nghệ thuật là phải đi bằng thực lực. Nhưng mà ổng không hiểu là Việt Nam mình, để mà trả cachet cho nghệ sĩ Việt Nam bằng với cachet của thế giới là hoàn toàn rất là khó. Đúng rồi. Cho nên nghệ sĩ Việt Nam buộc phải đi làm thêm, không kinh doanh thì cũng làm này làm kia, và thậm chí là mấy chuyện bậy bạ để có tiền đầu tư cho sản phẩm thì mới làm hình ảnh tốt được. Nhưng mà ổng không hiểu, đối với ổng cái góc nhìn như vậy rất là tiêu cực, nên ổng muốn chống đối quấy phá. Nhưng mà thật ra ở đâu cũng vậy, không phải là chỉ riêng showbiz, mà cái ngành nghề nào cũng vậy. Không có cái ngành nghề nào mà không có một con sâu làm sầu nồi canh cả. Chẳng qua là mình không khai thác, không khui thôi. Chứ nếu khui ngay cả bác sĩ nè, tiếp viên hàng không nè, rồi bất động sản nè, rồi tất cả các ngành nghề nó đều có cái nội tình bên trong. Không có cái ngành nghề nào mà nó hoàn toàn là chỉ có những người sạch hoàn toàn. Nếu mà có là những cái nghề mà cực kỳ thấp, đó là những quét rác nè, kiểu là quét rác nè, hút hầm nè, mấy cái nghề mà người ta nói là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai á, thì đa số là những người công dân, những cái người công nhân, những cái người làm việc theo ăn lương theo giờ này kia á,
thì họ sẽ thường kiếm những cái đồng tiền rất là ít, có khi một ngày kiếm được 200 cành, 100 cành thôi, nhưng mà đó là những đồng tiền rất là sạch, bị họ làm từ mồ hôi và nước mắt của họ. Nên là không ai đi chọn một cái công việc mà bỏ quá nhiều mồ hôi, công sức, nước mắt lao động, chỉ đổi lại lấy được có 200 cành, thậm chí là 10, mười mấy cành một. Ngày xưa là em đi gỡ hộp điều đó là gì mà cho đây làm gì á? Đóng cửa lại, tao không nghe, đóng cửa lại, không có gọi gì này hết á. Có nghĩa là ngày xưa em có đi gỡ hộp điều là em nhớ là lúc đó là làm 4.000 một tiếng. Mà ngồi gỡ hộp điều 1 ký nó lâu ơi là lâu, thôi nó ngồi gỡ mà lỡ con mẻ ăn miếng là mệt đó. Nên đó là những cái công việc mà rất là khắc nghiệt, mà thường thì chúng ta muốn sướng không có chịu khổ được, nên là chúng ta sẽ thường chọn những cái ngành nghề. Cái ngành nghề nào mà kiếm tiền càng nhanh thì cái ngành nghề đó bên trong nó càng tùm lum la. Cho nên ở đâu cũng vậy chứ không phải chỉ riêng một mình showbiz. Nên là như vậy. Vấn đề là tôi đang cố gắng, mà tại mọi người không ghi nhận sự cố gắng của tôi thôi. Và thật ra tôi đang rất cố gắng, một ngày tôi đang mệt, tôi đang rất mệt luôn, mà tôi thấy cái like của ông Cường tôi kiểu rồi tôi tới số rồi, tôi phải ráng lên đây tôi ngồi, chứ thật sự tôi rất mệt, tôi cần nghỉ ngơi, tôi rất là cần nghỉ ngơi luôn. Nhưng mà tôi không có đổ lỗi cho số phận, vì khi tôi cầu á, tôi gặp được người đàn ông bảo vệ cho tôi, mà tôi gặp ông Cường thì cái nết ổng muốn bảo vệ của tôi nó lớn quá. Tôi không có trách cái người chửi tôi nữa. Còn cái việc hồi nãy tôi khóc là tôi nói là tôi đồng cảm với cái bé Phước. Mà tôi là một người rất nhạy cảm, nên là khi tôi xúc động thì tôi khóc thôi. Bây giờ kêu tôi xúc động, kêu tôi nín, sao tôi nín được. Nó là như vậy. Chứ thật ra là tôi biết được là đã là người nổi tiếng là buộc phải có bị chửi rồi. Chẳng qua là tôi quen với cái việc bị chửi quen rồi. Còn ông Cường là đó giờ không có ai dám đụng tới ổng á. Nên là giờ một là ổng bị chửi không ra là ổng nhịn dữ lắm đó. Ông đang rất nhịn, tới hôm nay ông không nhịn được nữa đó. Thì đó, tại sao tôi khóc, mọi người cứ cản tôi là tại sao cứ khóc này khóc kia khóc nọ hoài. Không, tôi mà khóc được là tôi khỏe lại liền. Chẳng qua là khi mà tôi buồn mà tôi không được giải tỏa tâm lý á, tôi mới mệt. Còn cái việc tôi là người nhạy cảm thì cái việc khi tôi xúc động một vấn đề đó thì tôi sẽ phải khóc thôi. Nên mọi người đừng có để ý tới giọt nước mắt của tôi được không? Mọi người nhìn tôi một cái góc nhìn của ngày xưa, tôi từng như này như kia, tôi là nghệ sĩ này kia. Bây giờ mọi người chỉ coi tôi là một đứa TikToker, tôi có được không? Trời ơi! Khi mà mọi người nhìn tôi góc nhìn tôi chỉ là một TikToker nhỏ bé thôi đó, là bắt đầu mọi người sẽ không có khắt khe với tôi nữa. Hôm nay mọi người từng nhìn tôi là top 8 mít ớt. Trời ơi, ông không hiểu á, tôi bị bệnh lâu rồi, bây giờ không thể một ngày một bữa tôi hết bệnh được. Vấn đề là như vậy, chứ không phải là tôi không muốn tôi hết bệnh. Nhưng mà mọi người đang quy chụp cái hình ảnh của tôi bây giờ với hình ảnh của tôi năm 2016. Hai cái đó nó khác nhau mà. Trời, con người ai cũng sẽ có tới lúc sinh lão bệnh tử. Mình không có bao giờ mà mình đẹp cả đời được, mọi người hiểu không? Cho nên là đừng có so sánh tôi, hình ảnh của tôi bây giờ với hình ảnh 2016, nó là quá khứ rồi. Cho nên là khi mọi người luôn nhìn tôi ở góc nhìn là trời tiếc nuối quá này kia, tôi cũng tiếc, tôi cũng nuối, nhưng bây giờ tôi tiếc tôi được cái gì, cũng đâu có tốt lên được đâu. Thà là tôi chấp nhận của hiện tại luôn, rồi tôi phấn đấu rồi từ từ tôi tốt lên. Còn bây giờ nếu mà giờ tôi ở tâm lý mọi người nhìn tôi về quá khứ 2016 tôi đẹp như vậy baby sách thì bây giờ có phải là tôi càng buồn hơn không? Cho nên nếu mọi người thật sự thật lòng muốn tôi tốt lên á, hãy nhìn tôi một ánh mắt tôi đang là một TikToker, chứ đừng nhìn tôi với một ánh mắt tôi là top 8 mít ớt.